Chào mọi người, hôm nay có nhận đơn của một anh khách mình gửi vỏ pin để đóng lại. Mình mới khui xong mà nó tới hai cái hộp. Khách này thì gửi vỏ Nati lùng mà sao anh em. Khách này có inbox trước mình rồi. Úi trời ơi, gói kỹ quá. Thì anh em có nhu cầu đóng pin thì inbox mình tư vấn đó, rồi tận dụng vỏ cũ á, thì gửi vỏ mình đây hai cái vỏ Nati lùng anh em. Khách này thì đã nhắn tin cho mình trước rồi, hai cái vỏ tương đối mới nha. Đó. Này là pin của Nati lùng, Nati Unan 12V á, pin này là pin niken cũ, để lâu lắm rồi, bây giờ nó hư rồi, có sử dụng được thì cũng nhanh, rất là nhanh hết. Nên là đã gửi mình đóng lại. Thì cái loại này á, bên mình đóng 6 cell nha. Có rất là nhiều loại pin. Bên mình có rất là nhiều loại pin. Thì khách này đã inbox mình, mình đã tư vấn. Thì ảnh đã đóng cái loại pin mà Samsung 25S 5A đó. Cái này là khách đã inbox sẵn và mình đã đóng sẵn cho khách rồi. Bây giờ khách gửi vỏ để mình tháo ra và hoàn thiện vô vỏ cho nó nhanh thôi. Đó, nên là mình đóng cái khối pin sẵn rồi. Đó, nên anh em mà có nhu cầu mà đóng pin á, thì tốt nhất là inbox mình gửi vỏ cho mình á, thì báo mình trước rồi mình làm như vậy cho nó nhanh này. Đó. Rồi bây giờ thì mình tháo ra, tiến hành mài vỏ và cấy rắc sạc rồi bỏ cái lỗ pin vô. Thì cái loại vỏ này mình cũng hay hướng dẫn anh em mài rồi, nhưng mà có thể là nhiều anh em chưa có xem qua. Thì hôm nay thì anh em nào mà chưa xem thì có thể xem lại. Rồi anh em nào xem video giải trí thì vui lòng cho mình một like, một đăng ký. Mình xin cảm ơn. Thì anh em xem video thì nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ, để có động lực mình làm nhiều cái video tiếp theo nha. Anh em có nhu cầu mà đóng pin thì cứ liên hệ mình nha. Số điện thoại mình để trên màn hình hoặc là thông tin ở trong phần mô tả video á. Hôm nay thì hai cái vỏ mình sẽ hướng dẫn anh em làm một cái thôi, còn một cái thì mình sẽ làm nhanh thôi. Đây, vỏ thì thật ra mình cũng có mài sẵn một cái vỏ như này rồi. Đây, ở đây thì mình sẽ mài vát hai bên này xuống, mình hướng dẫn cho nó nhanh thôi. Bốn cái góc này mình cần thiết thì mình xỉa bốn cái góc này luôn, để khi khối pin mình bỏ vô nó không bị cấn bốn cái góc này, nó thoải mái hơn. Còn cái mặt dưới này thì mình mài cho nó phẳng bằng cái mặt này nha anh em. Mài đây đó. Thì mình nói trước rồi mình sẽ làm nên rất là nhanh. Rồi ở bên đây mình mài sát vô đó, sát vô để cái khối pin nó có cái độ co giãn xíu đó. Còn mặt trên này mình tiến hành mài cái gờ này đó, và cái gờ này. Rồi cái chỗ này mình mài lõm xíu để cái khi mà mình đặt cái khối pin vô là nó nằm hơi ăn gian vô một xíu. Đó, anh em có thể nhìn. Rồi, còn ở đây thì mình khoan cái lỗ cái rắc sạc. Thì tùy anh em thôi, mình thường hay khoan ở trên, có nhiều anh em hay khoan ở lỗ đây. Thì mình hay khoan ở trên cho nó tiện để mình đổ keo nến một lần luôn vậy anh em. Đó. Còn mấy sợi dây này anh em hay tận dụng, nhưng mà đối với mình thì mình bỏ hết, không có tận dụng gì hết, bỏ hết nha anh em. Mình sử dụng dây mới luôn. Dây này nhiều lúc bây giờ hàng chì vô nó rất là khó ăn, nên là thôi tận dụng dây mới luôn. Cái này mình chỉ lấy cái phần ở trên này thôi. Đó, mình làm vậy là ok rồi đấy, lấy cái cục này thôi, còn cái cục này là liền nha anh em. Đó. Rồi cái đầu này cũng quan trọng này. Cái đầu này á, thì mình chia sẻ anh em luôn, mình dùng kìm cắt bớt cái phần nhựa đi đó. Cái đoạn này quan trọng này, cắt bớt đi. Mình làm cái công đoạn này lâu nay rồi nhưng mà có thể nhiều anh em chưa biết. Rồi ở đây á, mình sẽ hàng đầu dây như thế này, một đầu dương, một đầu âm. Ở đây nó không có một sợi dây màu đỏ để mình minh họa. Đây, mình sẽ hàng như thế này nha anh em. Đó, như thế này, tuốt dây ra, hàng hai cái đầu này vô, đầu âm đầu dương ở đây. Đó. Nhưng mà trước khi hàng ở đây anh em nên mài,
Đối với mình thì mình cũng hay sử dụng cái này, máy mài đây. Mình mài đó, mình mài xong rồi hàng nó sẽ đảm bảo là chắc chắn đó. Rồi mình nói sơ qua thôi, bây giờ mình làm cái thao tác nó nhanh mà mình quay video để cho anh em xem. Mài hai cái góc như vậy nha anh em, rồi mình hàn cái đầu âm đầu dương vô đây. Rồi mình để ý là cái đầu âm đầu dương đây, mình nhìn trên này, anh em mua khối sạc pin sẵn về tự ráp thì anh em cũng để ý đây là đầu dương này đó, đầu dương là nằm ở đây, đầu âm ở đây. Bây giờ mình hàn đầu âm trước. Thì thực ra là mình hàn mình không có kê ở đây đâu anh em, ở đây là mình làm video nên mình kê ở đây, còn bình thường là mình kê chỗ khác anh em. Bây giờ mình tiến hành mình mài nha. Mài thì ở đây mình sẽ chia sẻ anh em trực tiếp luôn. Mài thì mình hay dùng cái máy cắt rung này. Đó, mình mài luôn. Mình cắt. Rồi anh em mài xong rồi đó. Cái khâu này đáng lẽ là mình mang ra ngoài, nhưng mà ở đây thì mình quay phim, mình làm trực tiếp ở đây cho anh em xem luôn á. Đây, rồi giờ mình bỏ khối pin vô cho anh em xem nha. Đây, bỏ khối pin vô, lọt. Không cấn. Đậy cái nắp lại. Đấy, ok chưa anh em? Đó. Lúc này á, mình đậy lại, mình cảm giác chỗ nào mà nó bị cấn á, muốn đẹp nữa thì mình tinh chỉnh lại nữa anh em. Anh em nhìn nè, đó, nó rất là phẳng luôn. Rồi ok, giờ mình tiến hành là mình khoan cái lỗ này. Rồi đưa cái này vào, đổ keo nến. Khoan thì cũng khoan cái lỗ 10 ly. Khoan ở đây, đó. Rồi, mình thử thử sao. Ok rồi anh em, đó, nó vừa lọt là ok. Mình cạy bớt cái ba dớ ở bên trong, ba dớ mình khoan cái lỗ anh em cho nó khỏi cấn, thì mình đưa cái khung lên. Rồi giờ mình đưa lên như thế này anh em, đó, mình đưa cái đầu lên, rồi bỏ vô. Anh em xem thử là đúng cực âm dương chưa nha. Đó, đúng cực dương. Đúng rồi, mình đẩy lên mình dán keo thôi. Rất là đẹp. Rồi, anh em nhìn nè. Đó, rất là đẹp thấy không? Đó, đầu dương cũng rất là đẹp. Mình đưa hai cái sợi dây nó giãn ra. Rồi để mình ổ keo và hàng keo nến. Keo cho nó chắc chắn anh em. Rồi trong khi chờ keo nó khô, keo nến nó nóng thì mình dẹp sơ cái này đi. Rồi keo nó khô rồi, giờ mình tiến hành là mình hàn dây đỏ vô đầu đầu dương, âm vô đầu đen, cực âm cực dương để cho anh em có thể là mua về tự ráp cũng dễ hơn anh em ạ. Anh em xem cái quá trình mà hoàn thiện như thế này thì anh em có thể mua về anh em tự ráp nha. Tháo ra mình đút cái nút vô. Đấy, ok chưa anh em? Còn nó có cắn dây không? À,
anh em để ý này, cái dây dài quá nó cũng cắn ha, nên là anh em cho nó lên trên xíu đó, lên trên à, dây mình cắt hơi dài đó, rồi hết cắn rồi. Như vậy là chiếc ốc là ok rồi anh em. Rồi ok anh em, đó anh em nhìn nè, rất là bằng phẳng nè, nhìn các mí nè. Rồi như vậy cục pin đã hoàn thiện rồi đó, vậy là hoàn thành hai cục pin của khách rồi anh em. Đó. Rồi anh em có nhu cầu mua pin hay đóng pin như thế nào đó liên hệ mình tư vấn thêm nha. Anh em xem video nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình để có động lực ra video tiếp theo nha. Rồi cảm ơn anh em.